Hello, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Ngọc và Phò nha. Hôm nay Ngọc và Phò sẽ dắt các bạn đi coi cái căn nhà của Highlandy Home. Thì căn nhà này với giá 600 ngàn, nếu các bạn cầm trong tay 600 ngàn thì các bạn mua được căn nhà như thế nào? Thì bây giờ let's go, mời các bạn cùng đi vô coi căn nhà 600 ngàn với Ngọc nha. Nó có từng trệt 2.500 square feet, 40 gạch 4 chỗ 40 nó đứt 50 đất 50 rồi gạch đó gạch hết bốn mặt đứt gạch, cho đó là bốn mặt luôn. Thì bây giờ mình đi vô đi các bạn, đi vô đi, Ngọc sẽ nói cặn kẽ hơn, còn bây giờ mình cũng chưa có biết rõ lắm. Ở ngoài trước của người ta rất là đẹp luôn nha các bạn nha, họ xây đẹp lắm, trần cao, nền cao lắm. Cái này nền cao, Ngọc nó lộn, nền cao cao ghê không các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ Ngọc đi vô căn nhà này với giá 600 ngàn, cầm trong tay 600 thì Ngọc sẽ có mua được những căn nhà như thế nào. Bây giờ mời các bạn cùng đi với Ngọc nha, đi với Ngọc coi coi mua cái gì nè. Đây vì cái đây là gara nhưng mà họ lóc rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi vô căn phòng đầu tiên. Đây là căn phòng đầu tiên. Wow, thảm màu trắng, thảm này thảm upgrade nè, sao cho nên cái thảm của người ta nó khác với cái thảm kia, thảm thường. Nhà màu trắng, trắng nhìn nó mát mẻ ha Phong ha. Nhìn đẹp á, phòng này cao ráo. Cái nhà này của hãng Highland Home các bạn. Thì Highland Home thì Ngọc cũng đi nhiều, đã từng đi nhiều cho các bạn coi rồi, nhưng mà cái Highland Home này nó là cái khu mới nằm ở trên KD các bạn. Dạ. Choi Choi Grand. Dạ. Wow, cũng đẹp quá. Đi, bây giờ mình đi tiếp cái chỗ khác nha các bạn nha. Bên đây có một cái restroom luôn, cái phòng nó có cái restroom nè các bạn. Này đẩy xuống cho nó xử. À, đây có phòng tắm đứng, họ upgrade vô trong đây là cái đá luôn, nhìn đẹp lắm các bạn. Ở đây có một cái sink nha, cái sink rửa tay. Đấy. Đẹp, nhìn sạch sẽ, gọn gàng. Dưới đây lót đá. Ở đây là gỗ nè các bạn. Họ làm gỗ luôn nha. Bên đây có một cái phòng giặt đồ. Ở dưới, nằm ở dưới á. Cái nhà này là không có lầu nha các bạn. Mà nhà này 2.500 square feet lận các bạn. Nhà trệt mà 2.500 là rộng lắm á các bạn. Rộng lắm. Ở bên đây thì có phòng toilet. Toilet ở bên này. Bên này, bên này có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ bên này nữa nè Phong. Phòng ngủ thứ hai rộng quá, phòng ngủ thứ hai rộng ha. Phòng ngủ thứ hai rộng. Thì ở ở đây hồi nãy một phòng, bên đây là phòng thứ hai, còn phòng một phòng thứ ba thì người ta làm việc, cho nên Ngọc nghĩ Ngọc sẽ không vô cái phòng đó. Ở đây có cái tủ quần áo luôn nè. Tủ quần áo. Bên đây có một cái restroom. Restroom có hai cái có lót gạch. Toilet trong này. Toilet luôn. Ngọc men sạch quá ha. Men nhìn sạch sẽ ha này ha. Cái sinh nhiều sen đẹp. Hai cái sinh, double sinh. Đẹp. Bên đây một cái tủ để đồ. Wow, cái này upgrade nè Phong. Dạ. Tăng cấp. Rồi cái Jordan Range là cái subdivision này. Chút đi xem. Jordan Range. Jordan Range. Cái này đẹp ha. Bên này có đá đẹp quá. Phò, cái đá này đẹp quá Phò. Cái này là cái bếp đó các bạn. Cái đá đẹp quá Phò. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cái đá đẹp quá các bạn ơi. Ngọc mê cái đá này quá. Cái bếp này quá sang các bạn, ở trên người ta có upgrade sẵn cái đèn kiến ở trên nè con, nhìn đẹp ha. Gạch trắng, nói chung là cái màu trắng nó nhìn nó sáng, cái nhà nó tươi tỉnh dễ sợ, nhìn đẹp. Bếp đẹp quá pha, bếp đẹp quá các bạn ơi. Bốn bếp nha, ở đây có bốn bếp nè. Cái này là gỗ nhìn đẹp quá, gỗ đẹp ha. Này có cái máy rửa chén nằm đây luôn nè các bạn. Đẹp chưa. Đây có cái tủ nè. Đẹp ha. Bên này có upgrade nè Phong.
Microwave với lò nướng để bên đây. Cái này là thường upgrade á không? Như lại nhưng mà cái nhà này là 600 ngàn là người ta đi sẵn rồi, một quỹ là người ta bỏ sẵn vô. Tại cái nhà nhiều tiền quá là người ta sẽ bỏ sẵn vô. Này có một cái tủ, tủ để đồ khô các bạn. Người ta để tập vở, sách vở. Sang quá, nhìn sang không không? Tủ lạnh này thì không đi, nhà nào cũng vậy, mấy cái này thì đi theo, nhưng mà cái tủ lạnh là không có đi theo nha các bạn nha. Thì cái này, mấy cái này là người ta sẽ đi theo trọn bộ luôn, cái nhà có sẵn. Như tủ lạnh là mình phải buy nha các bạn, phải mua. Cái này upgrade nè, con đẹp. Ngọc thích cái này nhất nè. Cái đó mình gắn vô. Còn cái này ghế ngồi ăn trên bàn, đẹp quá. Này có cái phòng phòng khách. Phòng này là phòng phòng ăn đó. Phòng ăn lớn, 6 ghế, 7, 8 ghế. Rộng quá. Đẹp ha. Đẹp. Mình đi qua bên đây là mình có cái phòng khách nè các bạn, phòng khách đẹp rộng. Rộng quá ha. Cái da nhìn sướng không? Trần cũng cao ráo. Nhìn đẹp không? Không đứng bên đây nè. Ở đây em quay qua cho các bạn coi nhìn đẹp. Nhìn cái phòng nó mở rộng mở lắm rồi. Mở dễ sợ. Đẹp. Bên này có phòng này nè, phòng upgrade nè con. Ngọc nghĩ nè, phòng upgrade với con. Tủ cái phòng này thì không biết làm cái gì luôn. Này chắc nuôi nuôi chó quá. Ở đây là chỗ bàn làm việc, phòng đọc sách. Wow, cái này là mình upgrade nè con. Mắc tiền. Upgrade á. Chị bạn Ngọc á, nhà chị bạn Ngọc có cái line này nè. Bỏ vô mấy ngàn á Phong. Mấy ngàn. Đẹp quá. Cao ráo. Rộng. Đi qua phòng quan trọng nè Phong. Phong quay đi ngang qua Phong quay. Cái cửa đi ra ngoài nhìn hai cửa, bốn cửa luôn, double door. Four door. Đẹp quá. Phòng quan trọng đây, master bed. Ngọc đi coi nhiều nhà quá các bạn, cái nhà nào Ngọc thấy nó cũng dạng dạng vậy á. Cái nhà này Ngọc nhớ là có một căn nhà Ngọc đi coi giống cái căn này nè, y chang luôn. Nhưng mà lúc đó hình như cái nhà đó chừng 400 mấy hay 500 mấy thôi. Mà bây giờ cái nhà này là 600 mấy, 600 ngàn các bạn, ghê. Coi giờ không biết cả trăm căn nhà, không nhớ căn nào là căn nào. Vô căn nào nó cũng đẹp á các bạn. Nè, bay window này đẹp quá. Sang quá trời sang. Nhìn sang ha, phòng cũng rộng nữa. Nội thất thì chỉ mua cái nhà thôi chứ ai cho nội thất xả. Thì cái đó phải bỏ thêm tiền. Đẹp quá. Ở trong đây lót gạch giống như marble vậy. Cái diện gạch nó nhìn giống marble nhưng mà không phải. Nhìn đẹp quá. Đây nó có cái sinh để bơi nè. Bathtub để bơi ha, để ngâm bồn. Trong đây thì có cái hồn bồn tắm đứng. Ngọc thích nhất cái này nè, nó có mấy này để xà bông sướng. Ở dưới này cũng đẹp nữa nè Phật, không có té, mới trơn. Trong đây có tủ phòng quần áo. Cái thảm này thảm upgrade nhìn đẹp quá ha, thảm trắng đẹp, sạch sẽ, màu dơ. Rộng chứ, rộng đẹp. Bên này thì có cái toilet. Toilet bên này các bạn, toilet. Hai cái sink, double sink. Double sink. Ở trên giữa nó có cái cửa sổ nhìn ra ngoài luôn. Nãy Ngọc tưởng đâu này là cái kiến mình soi gương, nhưng mà thật ra nó nhìn ra ngoài cửa sổ đó các bạn. Đẹp quá ha. Nhìn sang quá. Rồi. Ôi trời, nhìn sang ghê không? Đẹp chưa? Đẹp ha? Quá đẹp. Giờ mình đi ra ngoài đi. Ra ngoài, ngoài bắc ra coi coi. Bốn phòng á nha. Nhà bốn phòng á. Quá lớn luôn. Đi qua bên này không? Muốn đi bên đó, đi bên này. Bên này cũng ra được nè. Đây.
Nói chung là ra đường nào cũng được. Gạch nè Phong. Gạch nè các bạn, thấy gạch không? Gạch trắng. Nhà trong đây cái gì cũng trắng hết các bạn à. Nhà trắng. Trời ơi. Ở ngoài sao nhìn giống Đà Lạt quá. Cây thông không à, các bạn thấy cây thông không? Phong thấy cây thông không? Ừ. Ừ, 50. Dạ. Yeah. Giống Đà Lạt quá Phong. Hay đâu? Giống Đà Lạt. Thơ mộng. Mộng mơ. Ngoài sao nhà gạch không à Phong? Đẹp quá. Ừ, sạch sẽ ha. Nhìn sạch sẽ. Gạch không hả các bạn? Gạch trắng. Nhìn sạch. Nữa. Là đây. Mà thấy mấy cây thông này đẹp quá à Phong. Nhà có mấy cây thông nhìn đẹp quá Phong. Ừ, coi nhà nhưng mà tại vì Ngọc thấy cái cảnh đẹp á, Ngọc cũng quay cảnh cho các bạn coi. Vừa nhà với vừa cảnh nữa chứ. Nhà không. Ôi coi kìa sang dễ sợ các bạn à. Bên đây cũng rộng nè Phong. Nhà rộng quá ha. 2.500 square feet mà 600.000 á các bạn, ghê không. Bây giờ nhà 2.500 mà 600.000. Hồi xưa Ngọc coi cái nhà 2.500 chừng khoảng 400 mấy rồi bạn. Bây giờ 600.000. Thật sự là nhà chợt mà 2.500 là cũng rộng lắm á. Ừ, đẹp quá ha. Đẹp, đẹp quá trời luôn. Nhà có mấy cây này, sau này á, nó cao chết đi được. Bự lắm á. Đẹp quá. Nhà đẹp. Nhưng mà mắc quá. 600.000. Nếu mà các bạn có tiền á, nắm trong tay 600.000 thì các bạn bây giờ nhà không có rẻ hơn nữa đâu các bạn. Khu cây đì á các bạn, mắc quá. Ngọc muốn quay cho các bạn coi có nhà mắc tiền, nhà rẻ tiền. Thì bây giờ Ngọc xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye các bạn.